Theo lẽ thường thì mùa hè mới là khoảng thời gian mà các mỹ nhân V-Biz đỏ sắc, đỏ dáng bằng những bộ bikini nhiều nhất. Thế nhưng dù đã ở nửa cuối tháng 11/2019 và ở nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam đã đón những cơn gió mùa mát mẻ, thì vẫn có một mỹ nhân khoe khoảnh khắc diện bikini, đó chính là Ngọc Trinh. Nữ hoàng nội y không đăng những bức ảnh chụp từ lâu mà chia sẻ lên story Instagram của mình những hình ảnh cô thử đồ bơi ngay trong phòng tắm. Theo đó, Ngọc Trinh mặc bikini hai mảnh có phần trên dáng quê ngắn, chẳng được một gang tay màu đỏ, có dòng chữ All American cùng cờ Mỹ và quần khoét hồng siêu cao. Chiếc bikini dạng quay siêu nhỏ đang o ép vòng 1 của cô có giá 14,9 đô, tương đương 345.000 đồng, thuộc thương hiệu bình dân Forever 21. Phần quần dáng khoét hồng cao thì rẻ hơn một chút với giá gốc chưa đến 300.000 đồng và hiện đang giảm giá chỉ khoảng hơn 100.000 đồng trên web hãng. Với niềm đam mê shopping vô hạn, không biết bộ sưu tập bikini của Ngọc Trinh đã lên tới con số bao nhiêu khi mà cô liên tục khoe những bộ ảnh nóng bỏng như thế này trong thời gian gần đây. Mọi người nghĩ sao về trang phục biển lần này của Ngọc Trinh? Dù ai có chê bai là cô ăn mặc phản cảm hoặc tạo dáng không đẹp mắt, thì người đẹp sinh năm 1989 vẫn khẳng định là cô yêu cơ thể của mình và không ngại giấu giếm điều đó.